quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Hiện tại là Phương đang đứng ở ngay cái cầu vượt ngã năm Chuồng Chó đó, là nó nằm ở trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Thì hôm nay đó Phương đưa mọi người đến cái quán lẩu có 69.000 thôi nha. Đó, có ăn ở đây hay là mang về đi chăng nữa cũng có 69.000. Thì mình thấy cái quán lẩu sao khá là rẻ đó, rồi quyết định vô ăn thử, rồi sẵn chia sẻ đến cho mọi người cùng được biết luôn. Cái này là tên là lẩu cá Ba Hiền, mang về 69.000, địa chỉ là số 2 Phạm Ngũ Lão, phường 3 Gò Vấp nha mọi người. Mình khi mà mình tới, nếu mà có số điện thoại nữa nè, có cần gì thì mọi người liên hệ số điện thoại cũng được, 0915 758 330. Thì bây giờ để Quân đưa cả nhà đi vào trong thẳng gặp chủ quán rồi mình tìm hiểu về cái lẩu 69 này nha. Trời ơi, cái không gian rất là rộng luôn. Em chào chị. Ủa chị là chị Hiền đó hả? Không, chị chủ chỉ về là anh kia hả? Dạ, để em hỏi thăm anh xíu ha. Là cái này là coi như là mình bán mang về hay là ở đây đều 69.000 hả chị? Tại vì mang về là 69.000, nhưng mà ở đây nếu ăn tại chỗ thì 75.000, là gì có mấy ngày đó thì tôi với chị phục vụ là 75.000. Dạ. Coi như là một phần là chỉ 69.000 thôi. Ở đây thì thêm mấy ngàn là 75.000. Cái khi mà ai ăn mình mới vô cái lẩu vậy hả chị? Mình mới bỏ phần hả? Nói chung là tất cả đều là tươi hết, cá mình phải giữ tươi. Dạ. Ta ăn mình mới lấy ra nồi lấy thôi. Cho em chia sẻ cái đó được không? Chia sẻ cái nào? Chia sẻ mà khi mà mình vô lẩu đó. Rồi, có gì em hỏi chủ nha. Chị anh chủ. Anh chủ được. Không lên phim được. Chị ha, em nói với chị ha. Dạ. Chị anh chủ ngại đó mọi người, chị chủ quán thì chị đi về rồi. Cái bên đó là cái menu của mình đó ha anh. Đúng rồi. Dạ dạ. Đây để mình đưa mọi người tới cái menu nè. Là lẩu cá điêu hồng, lẩu cá hú, lẩu đầu cá hồi mang về ăn tại chỗ. Rồi bún mì, rau thêm, cá thêm rồi. Như hồi nãy chị đã nói là mình mang về đó là 69.000, còn mà ăn tại chỗ là thêm mấy ngàn nữa là 75.000. Cái tiền mà phục vụ 6.000, lấy thêm tiền 6.000 phục vụ đó mọi người. Rồi kêu các món thêm thì 10.000, cá thêm thì 50.000 đó. Bây giờ thì để mình gọi một phần mình ăn thử coi cái phần 69, phần 75.000 ăn tại chỗ coi nó như thế nào nha. Đây là bỏ hành rồi sẵn, làm sẵn vậy hết đó hả chị? Đây cũng sẵn luôn nè. Nhìn rất là sạch sẽ luôn nha mọi người, nhìn cái nước, cái nồi lẩu rất là khủng nè. Ủa chị ơi, ở đây là cái khung giờ mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Mình mở cửa từ 1 giờ, là mình bán nâu từ 1 giờ rưỡi rồi, có nâu không chết hết. Mình có mấy cái app chị? Một app nâu thôi hả? Dạ. Ôi ôi, nhìn cái nồi nước lẩu rất là khủng luôn mọi người ơi. Nào giờ mới thấy cái nồi nó to vậy luôn nè. Ôi, coi như là từ 1 giờ rưỡi đã dọn ra rồi mà đã là 2 giờ mình mới bắt đầu mình bán. Dạ. Là 1 giờ là có khách cũng bán rồi. Dạ. Rồi mình bán tới mấy giờ chị? Mình bán tới 11 giờ. Có khi nào hết sớm không? Đúng rồi, có chứ. Hết sớm là... Nó là 11 giờ thì mở nó, nhưng mà có cái là có khi chưa tới. Tầm nếu mà đi trễ lắm là coi như là 11 giờ đó ha. Đúng rồi, ok. Mọi người có ăn thì đi sớm xíu nha. Sớm tầm 9-10 giờ là hoặc là sớm hơn mình đi giờ đó mình ăn là vừa. Nhưng chứ mà đi trễ quá thì hết là ổn. Tại vì như một phần thì có 69.000 mà ăn tại chỗ thì có 75.000, quá rẻ luôn.
cái không gian quán cũng rất là sạch sẽ luôn và thoáng rộng nữa. Cái tủ thì nói chung là trưng bày thì chỉ rau và đơn sơ như vậy thôi, nhưng mà nhìn mình đi ngang đây á, mình thấy lúc nào khách cũng đông hết trơn á. Ủa chị, đây là mình bán là được bao lâu rồi chị? Bán đây cũng được 5-6 tháng rồi đó. 4 tháng hả? Bán mới có 4 tháng thôi đó mọi người, nhưng mà khách rất là đông nha. Đó. Bây giờ đông nhất là từ 7 giờ trở lên là đông đông đó. 7 giờ trở đi là đông nhất. Đúng rồi. Dạ. Đó thì như chị nói 7 giờ trở đi thì đông nhất, thì mọi người nhớ đến sớm sớm ăn cho thoải mái nha mọi người, đi trễ quá thì hết đó. Làm cho em đi cái đầu cá hồi đi. Là này của ai? Này của ai anh? Của em hả? À, mọi người 75.000, nếu mà mang về thì 69.000. Thật sự rất là rẻ nha. Cái này mà đi ăn hai người là coi như là sợ không hết luôn á. Đúng không chị? Mình ăn hai người là coi như bao no luôn rồi đó. Quá rẻ. Bốn đứa lại ăn một cái lẩu vậy thôi hả? Ôi, tại vì nhìn nước nhiều nè, rồi cá nhiều nữa, rồi kèm theo rau với bún nữa, thực sự là mọi người đi hai người thôi là ăn là dư sức luôn á. Sinh viên á, có đứa sinh viên á, ăn có đứa hồi ba bốn đứa. Dạ. Cái nồi nước lẩu vậy là em thấy quá khủng luôn á chị. Em chưa em nào giờ em chưa thấy nồi bự vậy, em nói thiệt. Chưa thấy nồi bự. Trong đó đâu ăn thua gì. Là làm một như một ngày mình bán là khoảng mấy nồi này ta? Cái nồi đó với lại mấy cái nồi cơm điện nữa, là cái nồi này này 20 lít. Ôi. Một nồi này với lại mấy cái nồi này nữa. Tại vì chị, quá rẻ, em thấy là quá rẻ luôn á. Giá rất là bình dân luôn đó mọi người. Ôi ơi, như hồi nãy mình quay cho mọi người xem đó. À, mình kêu thêm á. Ví dụ như giờ mình kêu thêm là cái gì ta? Đậu hũ phô mai tteokbokki rồi phô mai cua cuộn. Ví dụ như này mình kêu thêm là 60.000 đó hả? Đúng rồi. Tổng cộng hết này là một phần ấy là 60.000. Còn ví dụ như một cái lẩu này á là cả nước cả rau cả bún rồi luôn á, là nguyên một cái lẩu là 85.000. À. Còn nếu như mà mình ăn không cái này riêng thêm á là chỉ 60.000. À bây giờ mình sẽ kêu thêm một phần này nữa nha. Em làm em thêm lần phần này nữa ha. À, thử xem một cái lẩu 69.000 và kèm theo cái này nữa thì nó sẽ nhiều cỡ nào nha mọi người. Hồi nãy mình đã thấy là cái lẩu đầu cá hồi á thì hồi nãy là nhìn thấy rất là nhiều rồi đó. Nếu mà hai người ăn là dư sức luôn. Bây giờ mình sẽ kêu thêm một cái này. Đó, 60.000 nữa. Xem khủng như thế nào nữa. Thôi để mình vô mình quay cái lúc chị đang lấy luôn coi sao nha. Rồi. Này đó hai anh hả chị? Đây nè cả nhà, như vậy là 60.000 nè. 60.000 vậy cũng đâu có mắc đâu, nếu mà theo như mình ăn cá viên chiên mà vậy cũng tầm giá đó rồi. Là bây giờ nó sôi rồi nè. Đó. Đây là 69.000 nha. Đem về thì cũng như vậy luôn, mà ăn ở đây thì là 75.000. Thật sự quá rẻ luôn đó nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử cái nước này coi có đậm đà hay không á. Đây. Trời ơi nhìn nè. Đã nha. Này chắc mới sôi, chắc nó chưa cá nó chưa chín đâu. Đợi một xíu nữa đi. Đây bây giờ mình sẽ thử cái nước lèo này coi như thế nào nha. Thử nước không trước đi. Coi coi có nó có đậm đặc không. Ừ, ngon á. Ngon. Ngon thiệt, nhưng mà nói như vậy là quá rẻ luôn đó mọi người, thật sự là ngon chứ thôi. Ngon thiệt. Cái nước lèo còn hơn là ở trong nhà hàng nữa nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ cho hết cái topping này vô. Đó.
quá rẻ luôn, coi như là ăn tại chỗ thì 75.000 và thêm có 60.000 nữa à, là có 135.000 là được nhiêu đây nè. Trời ơi ăn phải xỉn luôn á. Có cái bạn kia đi vô đây ngồi ăn một mình luôn. Nhìn quá ngon, quá rẻ luôn cả nhà. Đây bây giờ mình sẽ thưởng thức đi mọi người. Thật sự cái nước nó rất là ngon luôn á. Này mà đi 2 người là ăn coi như cái này là rẻ bèo luôn. Kiểu này ăn này giống như là ở nhà nấu luôn vậy á. Sợ mà ngon hơn nhà mình nấu nữa. Thật sự cái nước lèo này rất là ngon nha. Nước lèo này giống như ở trong những nhà hàng nha. Nhiều khi nhưng chưa chắc gì ở nhà hàng mà ăn ngon qua bằng cái nước lẩu này đó mọi người. Có một điều là cái điểm trừ ở quán này á là mình phải gửi xe túc ở xích đằng kia một chút, và cái gửi xe thì nó cũng phải mất phí nha mọi người, 5.000 một chiếc. Nó có điều đó là nhưng mà bù lại á là quá rẻ luôn, mà ăn một cái lẩu vậy là quá rẻ, cho nên là cái đó nó không có đáng kể á. Thì mọi người có muốn đi lại ăn á thì cứ mình đi từ cái nếu mà đi từ cái hướng mà Nguyễn Thái Sơn á thì mình quẹo trái qua Phạm Ngũ Lão và chạy thẳng hoài tới cái cầu vượt ngã năm Chuồng Chó, thì nó nằm bên tay trái đó mọi người. Và nếu mà mình đi từ chợ Gò Vấp á thì tới cái ngã năm Chuồng Chó mình rẽ trái đi ngược chiều một chút là sẽ thấy à. Đó, thì thôi Phương cũng xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Mình sẽ thưởng thức này cái miếng cá hồi nè mọi người thấy không? Rất là tươi và rất là ngon nha, chứ không phải là cá mà dỏm đâu. Thật sự ở đây bán lần đầu tiên mình mới thấy là rẻ và ngon vậy luôn á. Đó thì mọi người có biết địa chỉ rồi, mọi người cứ đến thưởng thức nha, ăn rất là ngon luôn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.